Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay các bạn, mình sẽ summon nhân vật mới Limited Amit. Và kèm với đó sẽ là một vài cái mystic, hy vọng có thể lấy được Crescent Bologna và Moonlight luôn. Ok, thì bây giờ vào tiết mục chính thôi, chúng ta cùng tâm free một cái mồi trước. Mồi không nháy sáng, đó là một dấu hiệu tốt. Amit các bạn, 10 cái đầu tiên sáng vàng và Amit skip được, không phải Amit, không phải artifact. Ok, không được tốt lắm. 10 cái tiếp theo skip được. Ok, vẫn không được tốt lắm. Chúng ta chỉ còn 137 bookmark. Sairarin không phải artifact. Sao chúng ta chỉ còn 87 lần nữa và ok, như vậy là chúng ta không cần phải mua thêm bookmark. Ok các bạn, Amit đã nữ cầm quạt, cũng là một cái quạt nhưng không phải quạt giấy. Oh wow, ok game. Ok game, cho thêm cái artifact đi, cảm ơn. Alright, chúng ta có 37 bookmark. Chết rồi, như vậy thì có Bellona được không ta? Chết rồi, hốt. Hốt lất hết từ Banner Mystic rồi. Thôi toan. Còn một vài cái bookmark cuối cùng với hy vọng là có thể lượm được artifact. 22 là 20 đúng không? 3 lần nữa. Artifact please. No way. Rồi lần cuối cùng. Lắc. Ờ rồi, không có gì. Ok, chúng ta reset RNG một chút ha, để mình đi mua bookmark luôn. Rồi vào chơi với Moonlight. Reset RNG. À, có lẽ nên mồi bằng Elemental trước đi ha. Hỏi này để cuối đi. Mystic Moonlight đi. Không biết là có Crescent Moon Bellona trong này không. Ê, có nè, luôn Crescent. Thôi vậy là Mystic trước đi, xong rồi tới Galaxy chơi xong. Rồi Bellona, chúng ta có 1260 bookmark, có nghĩa là khoảng 20 lần sum. Trời ơi, không hay chút nào. Sum một cái hú hỏa chứ. Không có gì xảy ra. Ok game. À rồi, 10 đi. Rồi xong, không sáng tím. I know. Thêm một lần 10 nữa. Rồi xong hết phim. Không tốt tí nào. Tại sao lại sáng vàng? Sáng tím đây. Hết chưa ta, còn một lần cuối nè. Rồi thôi toang. Ok, cái này không có gì bất ngờ. Rồi bây giờ Galaxy. Rồi nhanh luôn nào. Còn một lần cuối, nhưng mà chắc là cũng ra 4 sao thôi, cho nên cái này làm ơn sáng tím nhé. No. Free. Từ từ. Reset RNG. Upgrade summon. 5 sao. Bellona. Rồi thôi. Toàn. Mực. Chúng ta có 33, nghĩa là không đủ biết tin thêm lần nữa. Cho nên cầu nguyện thôi. Hút hết lất từ Covenant ra rồi, trời ơi, chán ghê. Làm sao? No. Bất cứ đứa nào chưa có. Oh my god. Trời ơi. Còn ai ta? Dominiel, ánh sáng với lại Furious, bóng đêm. Trời ơi.
Trời đất ơi. Hãy cho con nào chưa có, hãy cho con nào chưa có, hãy cho con nào chưa có. 4 sao cũng được, cho con nào chưa có. Alo. Xì chết. Xì chết hậu Amin. Rồi thôi qua Elemental coi an ủi được gì không. Elemental mình chưa có hai ta. Lydica, Surin còn không vậy? Thế rồi còn một cái này mà chắc giá ra gì. Ừ rồi thôi. Yeah. Ice thì có hết trơn rồi. Yeah, và Ice lại sáng. Ok, Cruzit. Rồi xong. Và đó cũng chính là toàn bộ tài nguyên summon của mình các bạn. Và tạc Bologna. Hứ. Chắc từ đây đến cuối banner mình sẽ sim lai rai. Ừ, nếu có thể kiếm được bookmark. Nhưng mà nhìn chung là tình hình không khả quan lắm các bạn ơi. Ok, và đó cũng chính là video summon. Chúc các bạn may mắn sim được Amid. Đây mới là nhân vật quan trọng. Amid và Artifact luôn nếu các bạn có nhiều bookmark. Và đồng thời chúc các bạn may mắn sim được Bologna luôn nếu các bạn muốn summon Hero Moonlight này. Còn bây giờ mình xin kết thúc video này tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong các clip kỳ sau. Tạm biệt các bạn. Bye.